bộ gậy Honma Tougou 747, lựa chọn dành cho mọi golfer. Vào tháng 9 năm 2018, Honma đã giới thiệu với công chúng một bộ gậy mới. Honma TVK747 nói riêng và dòng gậy TVK nói chung đã góp phần thay đổi nhận thức của công chúng với các dòng gậy Honma. Nhiều đánh giá cho rằng gậy golf Honma chỉ dành cho các chủ tịch tee khá nhẹ và trợ lực lớn. Tuy nhiên khi đến với Honma Tougou thì lại có sự khác biệt lớn. Không chỉ từ thiết kế mà công nghệ và tính năng của Honma TVK747 cũng phù hợp hơn với các tay golf chuyên nghiệp và trẻ trung. Vẻ ngoài nổi bật bởi sự kết hợp hài hòa giữa Nikken, lớp satin, hai lớp chrome và những họa tiết vẽ tay, thứ khiến các golfer không thể rời mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đánh giá công nghệ và thiết kế Honma TVK747. Trước tiên là cây gậy The Driver TVK747, cây gậy sở hữu công nghệ tiên tiến nhất. Ở thời điểm ra mắt, người chơi sẽ có hai lựa chọn về thể tích đầu gậy là 455 và 460 được thiết kế sử dụng các công nghệ mới nhất. Zeniton, công nghệ điều chỉnh độc quyền. The Driver Honma TVK747 với công nghệ Zeniton mới của Honma cho phép các golfer điều chỉnh độ lóp của gậy một cách dễ dàng giúp tạo nên những cú đánh hoàn hảo. Từ đó, đường bay của bóng cũng như khoảng cách được cải thiện một cách đáng kể. Mũ gậy chế tạo bởi vật liệu carbon. Với thiết kế phần mũ gậy của The Driver sử dụng các sợi carbon mới nhất ET40, điều này đã giúp cho gậy The Driver Honma TVK747 trở thành cây gậy mỏng nhất và nhẹ nhất thế giới. Công nghệ gia tăng khoảng cách. The Driver TVK747 được trang bị công nghệ được chính là chìa khóa thiết kế mang tính đột phá của thương hiệu Honma cho dòng gậy Tougou. Công nghệ sử dụng 4 đinh kim loại được gắn một cách có chú ý trên mặt gậy giúp tăng tính đàn hồi của mặt gậy, từ đó tăng tốc độ và khoảng cách của từng cú đánh. Hệ thống của gậy điều chỉnh. The Driver TVK747 sử dụng mô men xoắn đi kèm với hệ thống cổ gậy điều chỉnh, cho phép người chơi có thể điều chỉnh độ lai điều chỉnh thêm tối đa 2 độ, độ lóc điều chỉnh tối đa tăng giảm 1,5 độ và độ phê tăng giảm tối đa 1,5 độ mà không cần tháo hoặc xoay trục. Công nghệ điều chỉnh góc cao cấp, độc đáo của Honma đạt được với sự kiểm soát chất lượng tỉ mỉ tại Sakata. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt, Honma TVK747 đã gắn liền tiêu chí chinh phục mục tiêu từ mọi khoảng cách. Tougou 747 Fairway, cây gậy cải thiện đường bóng tốt nhất. Fairway TVK747 với trọng tâm CG thấp hơn và sâu hơn cùng với thiết kế đầu được cải tiến giúp tăng góc phóng của gậy gỗ 3 và tạo hiệu suất tốt cho cú đánh gần green với gậy gỗ 5 và 7. Trọng lượng bên ngoài 9g và trọng lượng bên trong 20g giúp hạ thấp trọng tâm. Đặc biệt, với gậy gỗ 3, mũ gậy được làm bằng carbon cho trọng tâm thấp, đầu gậy thấp và sâu giúp cho bóng đi xa hơn. Tougou 747 Utility, kiểm soát bóng và khoảng cách. Gậy TVK747 Utility cũng được thiết kế trọng tâm CG thấp hơn cùng với vị trí trọng lượng chiến lược giúp cải thiện độ chính xác và tối ưu hóa khả năng đánh bóng. Phần cổ gậy đã được giảm 5mm so với các model trước làm cho góc phóng có thể tăng lên khoảng 2 độ giúp cho golfer tối đa hóa tốc độ đánh bóng. Đặc biệt đầu gậy cũng được thiết kế thon dài hơn, điều này được người chơi đánh giá cực kỳ cao bởi độ linh hoạt của cây gậy. Thiết kế này cũng mang đến khả năng cứu bóng dễ dàng ở những vùng cỏ cao. Gậy sắt TVK747, đẳng cấp của sự chính xác. Bên cạnh những cây gậy gỗ, Honma còn tiếp tục mang đến cho người chơi nhiều sự lựa chọn hơn của dòng gậy sắt này, gồm có 3 phiên bản: TVK747T, TVK747VX Fogger, TVK747V. Khác với bộ gậy sắt của Honma Tougou 747V, với những cấu tạo được cải tiến hơn, Honma TVK747VX thực sự phù hợp với các tay golf có điểm chấp thấp và đang mong muốn cải thiện nhanh cú swing và khoảng cách của mình. Cấu trúc và thiết kế của bộ gậy sắt Honma TVK747 chú trọng vào việc cải thiện độ moi và cải thiện vật liệu đầu gậy. Những cải tiến này hướng đến mục đích chung đó là nâng cao khoảng cách và độ chính xác cho từng cú swing của người chơi. Honma TVK747VX còn có thể đạt được khoảng cách xa hơn sờ Rison Z785 đến 3 yards. Mặt gậy sử dụng sắt rèn S20C kết hợp với các viên trọng lượng 10g Wolfram đặt ở đầu thoe của các cây sắt 3, sắt 8. Điểm CG được cải thiện dần với mục tiêu tăng khoảng cách cú đánh. Không chỉ có vậy, mặt gậy được sử dụng quy trình rèn S20C độc quyền cũng mang đến hai lựa chọn sáp tiêu biểu mà người chơi không thể bỏ qua, đó là sáp Vizat IBWF85 và Vizat IB100WF. Để tương thích với đầu gậy trên, người chơi nên sử dụng các loại sáp nguyên bản để thích hợp với những cú swing có tốc độ đầu gậy nhanh. Với trang bị đầy đủ lựa chọn, Honma Tougou thực sự là gợi ý lý tưởng cho các golfer mới chơi, thậm chí là chơi lâu năm.
Cảm ơn quý gốt phở đã theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh và xem thêm những video đánh giá khác của Skygoat.